bạn lên YouTube bạn search một khóa học làm sao để chúng ta có thể tạo ra được một sản phẩm website hoàn chỉnh. Mình tin chắc rằng ngoài kia đấy có rất ít channel YouTube giúp bạn làm điều điều đấy. Đối với channel IT của mình ấy, ngày xưa các bạn có thể thấy rằng mình đã có một khóa học full stack ấy, chúng ta code cả frontend lẫn backend chính là khóa SERN. Rất nhiều bạn sinh viên, rất nhiều bạn đi làm lại đã học khóa học này của mình. Mình biết điều đấy bởi vì khi các bạn học xong ấy, các bạn comment là mình biết liền. Cái khóa học SRN này là mình hướng dẫn các bạn chúng ta clone thôi, chúng ta cố gắng làm ra được một cái sản phẩm mà nó nan ná như là cái website này, ý tưởng của mình là mình lấy từ cái trang booking care này Tuy nhiên rằng trong khóa học này chúng ta đang tự học mà, chúng ta học công nghệ đúng không các bạn một sản phẩm thực tế bao giờ nó cũng khác xa so với một sản phẩm chúng ta đang làm, sản phẩm của chúng ta chỉ gọi là sản phẩm demo thôi thành ra rằng hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một khóa học khác nó là version update cho khóa học sr của chúng ta và đây chính là khóa học fullstack jwt Hello anh em, lại là mình Eric đây. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một khóa học mới mình public trên YouTube hỏi dân IT nha. Anh em yên tâm rằng là khóa học này hoàn toàn miễn phí và mình public toàn bộ khóa học luôn, không có một cái video nào mình che giấu hay rằng là khóa học này không phù các bạn nha. Trước tiên ấy, để có thể tìm được các khóa học của mình ấy, chúng ta không cần phải lên YouTube gõ tên từng cái video đó các bạn. Ở đây đấy, đối với khóa học hỏi dân IT của mình ấy, chúng ta vào channel hỏi IT các bạn này, chúng ta lựa chọn cho mình cái phần là playlist nha, danh sách phát đấy. Nếu mà các bạn dùng tiếng việt, nó có tên gọi là danh sách phát. Còn ở đây cá nhân mình mình đang dùng giao diện tiếng anh, nó gọi là playlist các bạn này. Chúng ta sẽ vào đây cho mình. Sau khi chúng ta vào cái phần playlist này, lăn chuột xuống dưới cho mình nha. Ở đây này nếu như rằng các bạn để ý ấy, mình đã có hai cái khóa full stack mình đã sắp xếp bên cạnh nhau rồi các bạn này Lát nữa thì mình sẽ đi so sánh và phân tích cho các bạn tại sao mình lại có hai khóa học full stack như thế này Tuy nhiên rằng ấy, chúng ta nếu muốn học khóa học nào các bạn có thể xem trước và các bạn thấy ok thì các bạn học thôi Cả hai khóa học này đều public full và hoàn toàn miễn phí các bạn nha Cái khóa học mình giới thiệu tới các bạn trong video này nó có tên gọi là full stack js react Cá nhân mình thì mình hay gọi khóa học này là JWT bởi vì chúng ta sẽ học về JSON Web Token bên trong khóa học này nên là mình gọi tắt là như thế này thôi. Các bạn có thể nhìn cái logo này này, mình đã để ảnh của hai khóa học này nó khác hẳn nhau các bạn này. SRN mình đã viết rõ rồi và khóa học của chúng ta là nó là như thế này. Ở đây thì mình đã có một cái file Excel mình đã ghi tổng quát rồi. Thứ nhất đấy, khoa học của chúng ta mình gọi tắt là JWT, chúng ta sẽ thực hiện cái dự án phân quyền. Về link demo của khoa học này, các bạn có thể xem tại cái đường link này nhé, mình đã để sẵn luôn rồi. Cái file Excel này mình sẽ để tại phần comment cũng như rằng là tại phần miêu tả của video này, các bạn có thể nhấn vào để xem cho nhanh. Về link demo của khoa học này chính là cái video đầu tiên các bạn có thể xem ở đây. Lưu ý giúp mình ấy, ngày xưa khoa học này có trên Udemy JDM của hội dân IT. Tuy nhiên rằng bây giờ mình public trên YouTube hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn. Và khóa học trên Udemy của mình ấy, mình đã không bán từ tháng 5 năm 2023 rồi, tức rằng là cách đây 4 tháng là mình đã không bán khóa học này nữa rồi. Nên là anh em yên tâm, khóa học này sẽ được public full hoàn toàn miễn phí trên YouTube anh em nhé. Trước tiên ấy, về link demo cũng như rằng là link để xem full playlist mình đã để luôn ở đây, tránh trường hợp anh em không biết rằng là cái khóa học này nó ở đâu. Anh em sau khi mà vào cái playlist này này anh em pin nó lại, anh em đánh dấu vào cái bookmark ấy, sau này anh em cứ xem theo trình tự thôi. Mình đã sắp xếp hết rồi anh em nha. Anh em không cần phải tìm video đâu. Tất cả video trong khóa học này mình đã sắp xếp theo trình tự cũng như rằng là mình đã đánh số anh em này tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 5.1, 5.2 đấy Mình đã sắp xếp rồi Anh em chỉ việc xem video và làm theo thôi là chúng ta sẽ phu cái khóa này anh em nha Về nội dung của khóa học này anh em này Về nội dung của khóa học này chúng ta sẽ sử dụng React Hook và Node.js Express thôi Chúng ta dùng hai công nghệ này để cốt Ngôn ngữ chúng ta sử dụng là ngôn ngữ JavaScript Khóa học này như mình đã chia sẻ từ ban đầu ấy Nó là phần nâng cấp của khóa SRN trên YouTube Anh em có thể lựa chọn học khóa học này hoặc rằng là anh em học khoa học SRN nó không liên quan gì tới nhau đâu anh em nha Tức rằng là kiến thức của nó đấy nó là bổ trợ cho nhau thôi Nó không phải là bị mâu thuẫn hay là xung đột gì đâu Anh em theo khoa học nào nó đều có những cái hay cái dở của nó anh em nha Mỗi một khoa học có một cái điểm hay Kiến thức của chúng ta là tích lũy Nên là bạn nào đang là sinh viên ấy bạn nào là người mà đi làm rồi có thời gian Mình vẫn khuyến khích anh em cứ xem cả hai đi Nó không có vấn đề gì cả đâu anh em nha về kiến thức của khóa học này anh em này so với khóa SRN đấy nếu như rằng khóa SRN sử dụng React class và thằng Node.js code dưới dạng promise ấy, thì khóa học này mình sử dụng thằng React hook đồng thời mình sẽ code thằng Node.js dưới dạng async await như vậy đấy nếu mà nói về mặt công nghệ thì khóa học này công nghệ nó mới hơn khóa học kia Tuy nhiên rằng ấy, mình nhấn mạnh nha, khóa học SRN có rất nhiều điểm tư duy rất chi là hay, anh em có thể xem, mỗi một khóa học đều có điểm hay mà mình đã nói rồi đúng không? Ngoài ra nữa khóa học này mình có bổ sung thêm so với khóa học cũ SRN các bạn này. Thứ nhất là về phần xác thực người dùng chúng ta gọi là authentication ấy. Trong khóa học này mình hướng dẫn các bạn làm cái chức năng đăng ký đăng nhập sử dụng thằng JSON web token đúng không nào? JWT. Tiếp theo nữa về phần xác thực người dùng chúng ta có từ gọi là authorization ấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta phân quyền API luôn. Chúng ta sẽ phân quyền người dùng dựa vào role đúng không nào? Chúng ta hay có một cái keyword là role đúng không? chúng ta sẽ phân quyền người dùng dựa vào role thành ra rằng khoa học này đấy mình sẽ xoay quanh trọng tâm hai phần này nên là khoa học của chúng ta có tên gọi là thực hành dự án phân quyền các bạn nhé. đây chính là một cái ứng dụng trong thực tế các bạn đi làm đấy, các bạn có thể gặp phải. tiếp theo nữa một điểm rất chỉ là hay mà mình được rất nhiều bạn trên youtube hỏi các bạn này. Đây chính là là khi chúng ta học backend ấy, làm sao để chúng ta có thể phân tích một bài toán, làm sao để chúng ta có thể thiết kế một cái database. Thì trong khoa học này, mình sẽ hướng dẫn trong khoa học này các bạn nha. Cách chúng ta tư duy một cách đơn giản nhất, làm sao để chúng ta có thể bắt đầu được thiết kế một cái database thì mình hướng dẫn các bạn trong khoa học này. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà công nghệ nó thay đổi theo thời gian nha. Bởi vì nhiều bạn sau khi xem xong lại bảo, ui giời ơi, lại là cái công nghệ này, ngày nay người ta cốt công nghệ kia, công nghệ A, B, C, G, Z đúng không nào? Đối với những bạn ấy, các bạn có thể gọi là xem trước cho mình cái phần link ở đây này. Mình cũng có một khóa học mới nhất hiện nay luôn. Đối với cá nhân mình, ấy, mình sẽ có một khóa học riêng. Ở đây thì mình sẽ trả lời câu hỏi là chuyện công nghệ nó thay đổi theo thời gian đấy. Điều đầu tiên mình muốn nhắn nhủ tới các bạn đấy đây chính là một khóa học hoàn toàn miễn phí, mình public full từ A đến Z trên YouTube. Thành ra rằng anh em nào có thời gian ấy, gọi là chúng ta cứ thử nó đi, give it a try, đúng không nào? Các bạn có mất gì đâu, đúng không? Ngoài cái thời gian rằng là các bạn xem video và làm theo thôi. Yên tâm một điều là sùa cốt của mình ấy, mình có học viên Udemy học rồi, nên là các bạn cốt từ đầu đến cuối nó không có lỗi đâu. Thì đây gọi là điều mình có thể cam đoan với các bạn nha, khoa học của mình thì cốt của mình các bạn cốt theo là chắc chắn có thể chạy được. Không có chuyện rằng là, là cốt của mình cốt không chạy được, bởi vì thì nếu như rằng code không chạy được ấy, học viên Jeremy sẽ báo mình và mình sẽ fix ngay lập tức cho các bạn. Cái điều lưu ý thứ hai, thay vì việc các bạn quan tâm về chuyện công nghệ nó thay đổi theo thời gian ấy, chúng ta chọn một cái version, chọn một cái cột mốc nhất định từ đấy chúng ta học cách tư duy giải quyết vấn đề ví dụ như là, cách các bạn đi bước này cách các bạn search google ấy đây chính là những cái skill những cái kỹ năng sinh tồn giúp các bạn có thể hòa nhập với cuộc sống đi làm này đi thực tập những cái kỹ năng này bắt buộc các bạn cần phải tôi luyện theo thời gian không thể rằng là một ngày hai ngày nó có được thành ra rằng việc các bạn học những khóa học như thế này này nó giúp các bạn có thể nâng cao kỹ năng sinh tồn lên và điểm thứ ba các bạn này chính là một câu hỏi nhiều bạn hỏi mình ấy liệu rằng bây giờ mình mình áp dụng những công nghệ học được trong khoa học của mình để giải quyết một bài toán cụ thể nó có ok không câu trả lời là ok các bạn nha các bạn phải hiểu như thế này này thực tế chúng ta đi là có rất nhiều công ty nó sử dụng công nghệ cũ tại sao nó lại không sử dụng công nghệ mới nhất bởi vì đấy với góc nhìn của công ty đấy công nghệ nào sử dụng cũng được miễn sao rằng công nghệ đấy giải quyết tốt cái vấn đề các bạn gặp phải thì như vậy là nó là ok, không phải rằng là các bạn gặp một cái đề bài A chúng ta cần phải sử dụng công nghệ A đâu các bạn, không bao giờ người ta làm điều đấy. Điều quan trọng rằng công nghệ đấy phù hợp, tức rằng là team người đấy này, cũng như rằng là team của công ty đấy này hay rằng là những cái người giải quyết vấn đề đấy người ta sử dụng công nghệ đấy, người ta thấy thoải mái và nó giải quyết được vấn đề của các bạn gặp phải. Như vậy rằng học công nghệ gì cũng được, miễn sao rằng nó giải quyết được vấn đề. Như vậy là ok. Thành ra rằng ấy, mình khuyên chân thành các bạn đừng có chạy theo công nghệ làm gì cả. Bởi vì giống hệt như cái điện thoại các bạn đang dùng ấy, giống hệt như cái iPhone chúng ta dùng ấy, năm nay chúng ta đang dùng iPhone 15, năm sau nó ra iPhone 16, năm sau nữa nó ra iPhone 17. Chẳng lẽ chúng ta ngồi gãi đầu rằng bây giờ chúng ta có nên mua iPhone 15 hay không à? Không, miễn sao rằng chúng ta mua con iPhone nào mà nó giải quyết được vấn đề của các bạn, như vậy là ok rồi, đúng không nào? Ở đây này, mình sẽ bonus cho các bạn nha. Dành cho những bạn nào quan tâm về công nghệ mới nhất hiện nay đấy. Thứ nhất đấy, về fanen các bạn này. Về frontend của khóa học này mình đang sử dụng React, React Hook nha, nhưng mà mình code với thằng JavaScript. Bạn nào quan tâm ấy, hiện tại thì mình đã có một khóa frontend mình code bằng React Vite sử dụng TypeScript này. Backend của mình ấy, thay vì việc mình code thằng Express code thuần, mình sử dụng thằng NestJS và mình dùng thằng TypeScript luôn. Đấy chính là khóa học NestJS trên Udemy của mình. Bạn nào quan tâm các bạn có thể xem tại đường link này nha. Về chi tiết của khóa học này, đây là một khóa học trả phí và mình sẽ không public trên YouTube. Thành ra rằng bạn nào mà quan tâm các bạn có thể inbox qua fanpage facebook cho mình mình sẽ tư vấn cho các bạn còn đối với những bạn nào mới bắt đầu chúng ta chưa biết gì mình không khuyến khích các bạn học những khóa học trả phí đâu chúng ta cứ give it a try chúng ta chứ thử xem xem rằng là năng lực của chúng ta tới đâu bằng cách học khóa học youtube các bạn nhé nó hoàn toàn miễn phí miễn sao rằng chúng ta chịu khó chúng ta cốt theo video là đều có thành quả hết thôi như vậy rằng là trong video này mình muốn làm cái video này để giới thiệu tới các bạn một khóa học mình public cho anh em của chúng ta luyện tập kỹ năng funnel và backend trên YouTube hỏi dân IT. Hy vọng rằng là anh em sẽ nhận được nhiều điều hữu ích từ khóa học này. Nếu như rằng có bất cứ câu hỏi gì hay rằng là các bạn có điều gì thắc mắc thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment ở dưới video này để mình có thể hỗ trợ cũng như support các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.